hiệu quán bánh đa cá rô Hải Phòng nhá. Bát trắng mềm. Bánh đa cá rô. Hả? Ông muốn ăn lại chụp ảnh thế à? Không. Anh quay thì anh cho đây. Anh có kênh ẩm thực mà. 70. Quảng cáo cho. Quảng cáo miễn phí. Để thu hút thành viên. Up kênh YouTube mà sau em search phát ra luôn, search bún cá thì Yên Hòa phát ra luôn. Của anh bánh đa trắng này. Đúng rồi. Bánh đa cá rô Hải Phòng rất là ngon. Đây em bảo bán bánh đa cá rô Hải Phòng có bánh đa và rau cải. Đây là rau sống, chuối, và chuối. Rồi, ăn nhanh nè, hạt tiêu này. Hạt tiêu này. Bát chanh này. Ai ăn nhiều chanh thì cho vài miếng, ăn ít thì cho một miếng là vừa đủ. Tiếp đến là tỏi ớt, các bạn có thể ăn tỏi, ăn sớm ớt, ăn nhiều tỏi, ít tỏi thì ớt nhỉ, đỏ. Cá rất là ngon, cá rất là ngon nhé. Trộn lên nhé. Bánh đa nhé. bánh đa Hải Phòng, bánh đa trắng đấy. Đây là có bán bánh đa đỏ, bánh đa trắng, cá nhỉ, cái này cá rô phi đó. Cá nhỏ này là cá rô đồng, cái này là cá này, cá rô đồng nhé. Cá rô đồng. Rất là ngon. Cũng rất là ngon luôn. Cá đây, cá rất là săn chắc nhé. Cá rất là săn chắc, rất là săn chắc. Cho hoa chuối vào. Rau thơm vào. Được chưa? Cái này gọi là món rau, cá, rau rất là nhiều. Rồi, xin mời cả nhà nhé. Nước này rất là ngon, nước rất là vừa phải. Bánh đa thì thích giòn giòn như người mà cá thì rất là săn chắc và thơm. Đấy, nước giòn là nước ngọt lắm. Rau cải rất là mềm. Phải không mềm. Bát bún này là giá 30.000 nhé. Tú nó ra đấy chứ em. Ở dưới mới nhiều cá nhá, cá. Cá rất là nhiều. Đấy. Xuống dưới bát rồi bắt đầu mình có cá nhá. Cá rất là nhiều. Cá. Đấy. Cá rất nhiều luôn. Ăn ngon thì miếng cuối cùng. Hết rồi. Quán lúc nào cũng rất đông nha. Anh nhờ nha.